Sự tích cây cọ có gai được nằm trong cuốn sách truyện cỏ dân gian. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Sự tích trầu cau được nằm trong cuốn sách truyện cỏ dân gian. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review vật cầu lông. Trên một cái chiếc vật cầu lông này sẽ có cái hình tròn và hình giống như hình tam giác các bạn ạ. Và trên chiếc cầu lông này sẽ có những cái mạng lưới ở đây. Để khi chúng ta đánh cái quả cầu này vào thì nó sẽ có một cái độ nảy. Và trên cái cán của cái vật cầu lông này sẽ được quấn bằng những cái băng dính và những cái xốp rất là mềm mịn để giúp cho các bạn khi cầm cái vợt sẽ không bị đau tay. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Sự tích quả dưa hấu được nằm trong cuốn sách truyện cỏ dân gian. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Sự tích thằng cuội được nằm trong cuốn sách truyện cỏ dân gian. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review cái quần dài. Quần dài này của mình đang là màu đỏ đô. Và trên chiếc quần dài thì đây là một chiếc quần vải, chất liệu bằng vải. Và khi các bạn đi ra ngoài thì chúng ta hay đi làm, chúng ta cần thiết là có một chiếc quần dài để chúng ta có thể là nhìn. Khi chúng ta mặc chiếc quần dài lên thì chúng ta rất là lịch sự và